Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thông báo cho các bạn một cái thông tin mới đến từ VNEC, cũng như là giải đáp cho các bạn một số thắc mắc về cái việc là chúng ta đăng ký và nhận được 200.000. Vậy thì 200.000 đó có dùng được hay không? Thì đầu tiên là với cái thông tin thì có một cái thông báo mới, và có lẽ là nhiều bạn chưa cập nhật. Đó là thông báo loại bỏ yêu cầu số dư tối thiểu cho tài khoản. Đấy, và kể từ ngày hôm mùng 3 tháng 9 thì VNDC đã thực hiện chính sách đó là hủy bỏ yêu cầu số dư tối thiểu áp dụng cho người dùng và đối tác kinh doanh. Thì theo như cái chính sách cũ thì VNDC yêu cầu người dùng cần phải duy trì số dư tối thiểu là 10.000 VNDC. Tức là các bạn phải có số dư 10.000 VNDC, và cái 10.000 trong VNDC thì các bạn không thể sử dụng được. Tuy nhiên thì hiện tại thì cái số dư và cái từ cái cốc cộng tác viên trở lên, tức là đối tác kinh doanh trở lên, thì sẽ cần phải có yêu cầu số dư là 1.000.000. Đấy, tuy nhiên thì hiện tại thì nó đã bỏ rồi và chúng ta không cần cái số dư này nữa. Nên là những anh em nào mà kiểu như là nick các bạn đang còn 10.000 thì bây giờ các bạn có thể chuyển vào 50.000, sau đó chúng ta lại rút về 60.000 thì đều ok nhá. Hoặc là anh em nào mà chúng ta đã đăng ký từ cái đợt trước mà chúng ta được thưởng 10.000 từ cái đợt đầu ấy, đợt trước có cái sự kiện là đăng ký nhận 200.000 ấy, thì các bạn có thể nạp vào 200.000, sau đó chúng ta có thể rút ra 210.000. Đấy, thì đó là dành cho các anh em một số thông tin về cái sự kiện, về cái chính sách mới của VNDC. Tiếp theo là về một cái câu hỏi mà mình thấy dạo gần đây nhiều bạn có hỏi mình. Đó là 200.000 mà khi chúng ta đăng ký tài khoản VNDC các bạn được tặng thì có sử dụng được hay không? Làm cách nào để có thể rút ra? Thì với 200.000 đó, đấy thì 200.000 đó thì các bạn chưa có thể sử dụng được ngay. Không phải là các bạn không sử dụng được mà chúng ta chưa có thể sử dụng được ngay. Thì mình sẽ đọc có một cái bài viết mà có lẽ là đã khá là lâu rồi, thì nó đã trôi và nhiều người vẫn chưa nắm bắt được thông tin. Thì kể từ lúc trước khi mà chưa có cái chương trình tặng thưởng 200.000 VNDC, thì khi mà các bạn đăng ký thì các bạn chỉ được là 10.000 VNDC thôi. Tuy nhiên từ ngày 15 tháng 4, tức là cách đây khoảng 4 tháng, thì đã có cái chính sách mới. Đó khi các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được đó là 200.000 VNDC. Tuy nhiên thì số tiền thưởng này thì các bạn sẽ nhận được khi mà chúng ta KYC xác minh thành công. Đó, tuy nhiên thì cái số tiền thưởng này thì các bạn sẽ không có thể dùng được, mà nó sẽ khóa của chúng ta 1 năm. Và trong 1 năm này thì các bạn sẽ không thể sử dụng được cái số tiền thưởng là 200.000 VNDC này. Và các bạn có thể nhận lãi đấy, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhận lãi kép lên tới là 12.79% một năm. Đó, và số tiền lãi này thì hoàn toàn các bạn có thể sử dụng được. Còn riêng với 200.000 thì nó sẽ khóa các bạn 12 tháng, tức là 1 năm. Và sau đó các bạn có thể sau 12 tháng thì các bạn có thể trở lại và chúng ta sử dụng cái 200.000 của các bạn. Đặc biệt là có một điểm nữa, đó là lúc trước thì thay vì giới thiệu các bạn chỉ được 10 cho tới 25.000, thì hiện nay thì mỗi lượt giới thiệu thì các bạn đều nhận được đó là 35.000 VNDC trên một lượt giới thiệu. Với điều kiện khi mà chúng ta giới thiệu đó là bạn bè của chúng ta phải xác minh KYC thành công, cũng như là thực hiện một cái lệnh nạp rút, tên 200.000 thì các bạn mới được nhận thưởng. Còn những bạn nào mà các bạn chưa mở cái tính năng nạp rút ở trên VNDC thì các bạn cần phải thực hiện cho mình đó là một lệnh nạp hoặc là rút. Đấy, một sẽ thực hiện một cái lệnh nạp nhé. Vì thường thường thì khi mà các bạn đăng ký xong thì chúng ta sẽ chưa có tiền trong tài khoản. Và lệnh nạp này thì các bạn sẽ cần phải nạp qua đối tác kinh doanh, hoặc là các bạn nạp trực tiếp. Tuy nhiên thì theo mình thì chúng ta nên nạp qua đối tác kinh doanh, nó cũng rất uy tín và rất nhanh. Còn với những các bạn mà giao dịch với cái số lượng lớn hoặc là các đối tác kinh doanh thì các bạn mới cần sử dụng đến cái cổng trực tiếp. Thì mình đã có làm một cái video hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta mua VNDC qua đối tác kinh doanh rồi. Thì nếu bạn nào chưa biết thì các bạn có thể nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả video để chúng ta cập nhật thêm một số cái thông tin. Khi mà các bạn, những cái lưu ý khi mà các bạn mua qua đối tác để chúng ta làm sao nhận được tiền nhanh nhất. Đấy, thì bắt buộc là các bạn sẽ cần phải nạp qua đối tác kinh doanh. Còn những bạn nào ví dụ như các bạn sử dụng hai nick chẳng hạn, các bạn nạp, các bạn chuyển on chain, chuyển off chain, đấy thì nó sẽ không tính, mà nó sẽ tính là tài khoản các bạn được kích hoạt và mở cái chế độ nạp rút khi các bạn thực hiện một cái lệnh mua VNDC thành công qua đối tác kinh doanh. Và sau khi mua xong thì hoàn toàn các bạn có thể là rút 200.000 của chúng ta về lại. Đấy, các bạn không bị khóa hay là không bị giữ cái phần nào khi mà các bạn nạp tiền vào. Đấy, nó chỉ khóa lại 200 cái phần thưởng khi mà chúng ta đăng ký thôi. Ok, và video của mình tới đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.